Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung giang dở trong tập trước. Đường 8 đã thông qua 6 ải bên trong khảo hạch thứ 9, giờ còn một ải cuối cùng nữa. Mở cửa tiến vào bên trong, hắn lập tức tiến nhập vào một vùng không gian khác. Ải thứ 7 này sẽ khó khăn hơn, bắt đầu bằng việc bóc ra hồn cốt bát chu màu. Việc bóc này sẽ đau hơn rất nhiều những lần trước, lại không có trái tim hải thần bảo vệ cảm giác. Rất có thể, hắn sẽ chết vì không chịu nổi cảm giác đau đớn. Tên đã bắn xa, hắn không thể rút lại, nên bằng lòng tiếp nhận. Ngay sau lời tuyên bố, hồn cốt bát chu mô lập tức bị tách ra. Đúng như những gì hải thần đã nhắc nhở, Đường Tam gào thét đau đớn, suýt chút nữa bất tỉnh. Vậy nhưng, hắn vẫn cố gắng hưởng, lần lượt từng cái chân nhện bị phá hủy, 8 chân nhện dần dần hợp lại và biến đổi. Rất nhanh, cửa ải thứ 7 cũng thông qua, hồn cốt bát chu mô tiến hóa thành hải thần bát rực. Tạm gọi cửa ải này chính là khổ trước sướng sau. Chuyện kế tiếp hắn muốn làm là khôi phục trái tim hải thần. Hắn lấy ra não và kim châu của thần hải Ma Kình Vương. Dùng hai món bảo vật này nhằm khôi phục trái tim hải thần, cách này quả nhiên có tác dụng. Tam so kích lần nữa được sống lại, ngay sau đó là nghi thức ban thưởng trang bị thần giáp. Vô số kiện giáp bảo lần lượt được xuất hiện rồi ghép lên người Đường Tam. Tạo thành một hải thần thần tràng, bộ dạng vô cùng hoành tráng. Những người bên ngoài nhìn thấy Đường Tam thành công liền vô cùng vui mừng. Lúc này độ hòa hợp hải thần đã là 100%, phù hợp hoàn mỹ với hải thần thần chỉ. Tất cả tu vi hồn hoàn trên người hắn được tăng thêm 5 vạn năm. Toàn bộ hồn hoàn của Lam Nguyên Hoàng và Hạo Thiên Trùy giờ đây đều đạt tới mức 10 vạn năm màu đỏ. Không có bất cứ cái màu đen vạn năm nào cả, và đương nhiên là không thiếu hồn hoàn thần cấp rồi. Đường Tam cúi đầu và dõng dạc tuyên bố vĩnh viễn sẽ gánh vác sứ mệnh. Vô số ánh sáng từ hải thần điện bạo phát. Luồng ánh sáng và khí tức hải thần lan xa vô cùng. Thiên Nhận Tuyết biết hắn đã thành công thông qua khảo hạch rồi, vậy nhưng nàng ta không lo lắng mà còn cảm thấy hứng thú. Trong khi đó, Bibi Đồng chỉ mới thông qua khảo hạch thứ 8 của La Sát Thần, chuẩn bị mở ra khảo hạch thứ 9 mà thôi. Đường Tam cũng không ngờ hồn hoàn thứ 9 của Hạo Thiên Trùy cũng trở thành thần cấp. Vậy nhưng màu sắc lại pha chút ánh kim, giống như tu la lĩnh vực mà không phải là màu lam kim mà hồn hoàn trăm vạn năm nên có. Đường Tam nhanh chóng đi ra ngoài gặp mọi người. Tiểu Vũ vô cùng vui mừng, những người khác cũng tiến lại chúc mừng. Rất nhanh sau đó, Tiểu Vũ cũng được ban thưởng. Vai trò của nàng chính là làm đồng hành cùng với Đường Tam thông qua khảo hạch. Việc nhẹ mà lương cao, cấp bậc hồn lực tăng lên 10 cấp, trở thành phong hào đấu la. Đồng thời tu vi tất cả hồn hoàn, gia tăng thêm 2.000 năm và 3 chức hồn hoàn thần bàn. Những người khác nhờ việc trợ giúp hai thân truyền thừa nên được ban thưởng một cái hồn hoàn thần bàn. Mọi người nhanh chóng ngồi xuống tiếp nhận và hấp thu hồn hoàn. Áo Tư Tạp là người đầu tiên hấp thu xong, đồng tính gây ra rất lớn, vậy nhưng hắn ta lại bước ra ngoài với vẻ mặt ủ rũ. Hóa ra là tên này đang diễn trò tạo bất ngờ. Áo Tư Tạp vui mừng bởi vì hắn đạt thành tựu phong hào đấu la hệ thức ăn trước 40 tuổi nên được thực thần chú ý tới. Ông ta cho biết hắn có tư cách kế thừa thần chỉ của thực thần. Vậy nhưng trước tiên phải tăng hồn lực lên cấp 99 thì mới có thể mở ra truyền thừa. Như vậy luồng ánh sáng ban nãy xuất hiện chính là thực thần. Áo Tư Tạp vô cùng hãnh diện, tự nhận mình là phong hào đấu la hệ thực vật số 1 trong lịch sử. Càng mừng hơn là mình cũng có cơ hội cho thành thần. Đột nhiên một luồng ánh sáng màu hồng lại xuất hiện. Lần này là do Vinh Vinh hấp thu xong hồn hoàn. Hỏi thăm thì biết, nàng được một vị thần tự xưng là Cửu Thải Thần Nữ, cũng sở hữu vũ hồn Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, đề nghị nhận truyền thừa của bà ta. Nàng chưa biết, Áo Tư Tạp cũng có truyền thừa nên tỏ ra không muốn nhận truyền thừa của Cửu Thải Thần Nữ. Nếu như vậy thì hai người sẽ không cùng chung thế giới nữa, phải rời xa nhau. Áo Tư Tạp cũng diễn trò đến cùng, tỏ ra cao thượng và khuyên Vinh Vinh không nên vì mình mà từ bỏ cơ hội thành thần. Vậy nhưng, trò đùa này lại đi quá xa, càng làm cho Vinh Vinh buồn thêm. Cho nên hắn đành phải nói ra sự thật là mình cũng có truyền thừa. Ngay sau đó, ba người Mã Hồng Tuấn, Đới Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh cũng hấp thu xong. Riêng Tiểu Vũ do hấp thu hai cái hồn hoàn nên thời gian lâu hơn và quá trình cũng nguy hiểm hơn. Nhận thấy điểm bất thường, Đường Tam định ra tay trợ giúp, vậy nhưng Tiểu Vũ lại không cần, nàng muốn hắn tin tưởng mình. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu, Tiểu Vũ cuối cùng cũng hấp thu xong hai cái hồn hoàn, còn thừa một cái thì nàng dự định để lại cho đồ đệ của Đường Tam. Tổng kết một chút quá trình hấp thu, hồn lực của Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh đạt cấp 93. Đới Mộc Bạch đạt được cấp 95, ngoài hiệu Bạch Hổ Đấu La, Vinh Vinh cấp 94, ngoài hiệu Cửu Thải Đấu La, Áo Tư Tạp cấp 92, Thực Thần Đấu La, Tiểu Vũ cấp 96, Nhu Cốt Đấu La. Bây giờ mọi việc tại Hải Thần Đảo đã xong, nguy cơ tại Sa Lăng Quan vẫn chưa hoàn toàn giải quyết. Trận chiến giữa Đường Tam và Thiên Nhận Tuyết vẫn còn dang dở. Vậy nhưng bọn họ vẫn cần ở đây tĩnh tâm tu luyện. Đường Tam phát sức mạnh, luồng ánh sáng khổng lồ từ giữa biển lan tỏa đến tận đất liền.
tất cả đều nhìn thấy luồng ánh sáng đang liên tục bạo phát đó. Đối với đám người vũ hồn đế quốc thì hành động này chẳng khác nào là khiêu khích. Vậy nhưng, đối với thiên đấu đế quốc và tình là đế quốc lại chính là hy vọng. Thiên nhận tuyết đột nhiên mở mắt, nàng biết hành động của đường tàm chính là đang khiêu chiến với mình. Và đương nhiên là nàng không từ chối lời khiêu chiến này rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, các bạn hãy đón xem nhé. Nội dung tập phim đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.